Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Thì cái tình luôn á, hổm rài ấp trứng rồng, nuôi rồng các thứ, nhưng mà mình lại bỏ sót hết một em rồng. Đó chính là rồng Galaxy nè. Khổ thân rồng Galaxy thiệt chứ. Đâu rồi, em đâu rồi? Galaxy. Đây, em đây. Thấy em rồi. Kêu ra cái coi. Nhỏ mới cấp 1 hay sao à? Ừ đúng rồi. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Mới cấp 1 mà. Trời ơi. Hôm nay mình sẽ kiểu như là không để Galaxy thiệt thòi ha. Mình sẽ cho Galaxy ăn để mau lớn nè. Cũng như là dẫn Galaxy đi khám phá để bù cho khoảng thời gian trước mình bỏ quên Galaxy ha. Thiệt tình luôn á, mình thấy có lỗi ghê luôn. Rồi, trước khi cho rồng Galaxy ăn để lớn á, thì mình sẽ tranh thủ mình ấp thêm trứng rồng đi. Mình sẽ ấp thêm trứng rồng măng ghét nè. Trứng rồng Siva ha. Để cho kịp nữa. Còn có mấy trứng rồng à. Măng ghét thì cho vô đây. Rồng Siva thì cho vô đây. Ồ, rồng Siva vẫn ấp bằng máy ấp trứng rồng chạy bằng nhung nham. Vậy là phải đợi rồi. Tại vì mình chỉ có một máy ấp trứng rồng chạy bằng nhung nham mà. Đợi xíu cho rồng trứng rồng răng cổ ấp xong rồi mình sẽ ấp trứng rồng Siva sau ha. Vậy thì trong lúc này chúng ta sẽ đi lấy đồ để nâng cấp gậy phép cũng như là găng tay phép thuật thôi. Hổm rài thì mình quên cái vụ giảm thời gian hồi chiêu của phép thuật. Mình có mấy cái ta? Đây, mình có hai cái nâng cấp giúp mình có thể giảm cái thời gian hồi chiêu của gậy phép cũng như là găng tay phép thuật đi ha. Khá là tiện lợi luôn. Mình sẽ ép hai cái món nâng cấp này vô để giúp cho những cái phép thuật mình có thể sử dụng được nhanh hơn ha. Chứ đợi nó hồi thì nhiều khi cũng lâu lắm. Đây, gậy phép trước ha. Nâng cấp giảm thời gian hồi chiêu nè. Một nâng cấp. Rồi tới găng tay phép thuật. Giảm thời gian hồi chiêu. Đấy, giờ test thử coi nó giảm nhiều hay không ha. Mình sẽ test bằng cái phép triệu hồi tận thế zombie đi. Cái lượng giảm thời gian hồi chiêu này có vẻ cũng tạm thôi á, không quá nhanh. Không biết là mình có ép trùng được hay không nữa. Cái này chắc để mai mốt mình có thêm cái đồ nâng cấp thì mình sẽ thử ha. Cái này mình thấy nó cũng có giảm đấy, nhưng mà nó giảm không có nhiều cho lắm. Rồi, và quan trọng hơn là hôm nay mình sẽ học được khá là nhiều phép mới đây. Mình có chế tạo được một mớ sách nè, trong đó có đúng một quyển master thôi. Còn nhiều là ạp đến tiệt dưới cấp tập sự không à. Hơi su cà na một xíu ha. Rồi, phép master thì mình sẽ ép vô cái găng tay hay là gậy phép ta. Gậy phép đi. Đây, gậy phép này mình sẽ hy vọng là cái phép này sẽ là một phép tấn công nha. Mình đang thiếu phép tấn công á. Mình sẽ thay thế cho cái phép nào đây ta. Homing Spark đi nha. Phép này mình thấy nó hơi bị dễ hụt ấy, nên mình sẽ tạm thời thay thế nó. Rồi, còn mấy phép còn lại mình sẽ ép qua cây gậy. Mình còn một cây gậy nữa. Đây, cây gậy này. Gậy này cũng đủ để nâng cấp lên master rồi nè, nhưng mà chưa có sách thôi. Rồi, mình sẽ ép 4 cuốn sách mới vô đây ha. Xong phiền. Giờ thì ta hồn mà test luôn. Đấy, trứng rồng ấp xong rồi nè. Lấy trứng rồng răng cò ra ha. Ấp tiếp trứng rồng Siva. Rồi, còn trứng rồng mummy thì sao? Trứng rồng mummy vẫn phải ấp bằng máy ấp trứng rồng chạy bằng nhung nham. Bữa nay ba trứng rồng đều ấp bằng máy ấp trứng rồng chạy bằng nhung nham hết luôn. Không đủ máy rồi chắc. Mới mốt mà có điều kiện mình phải làm thêm tầm thêm một hoặc hai cái máy ấp trứng rồng giống như vậy ha, để ở tầng trên. Nhiều khi ấp trứng nó bị trùng máy á, thì mình còn có máy khác để xây cua nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ test phép để chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm nay luôn thôi. Bữa nay thì sẽ đi tìm rồng tiếp á. Và phép đầu tiên mình test coi nó sẽ là phép gì đây. Phép này dẫn sức hơi lâu nha. Ui gì đây? À, đây là phép tạo ra hố đen. Đâu rồi? Nè, phép này tên là Black Hole. Hố đen. Ghê thiệt, mình sẽ thử coi. Đó. Trời ơi, hút bò vô phát bò chết queo luôn. Ghê nha, phép này có thể hút lần cả đống con quái vô trong cái hố này và tiêu diệt bọn chúng á.
Ghê, mới vô là đã có phép xịn rồi, đúng là phép master có khác. Được, giữ đó. Giờ thì tới những cái phép còn lại trên cây gậy của mình nè. Ôi, phép này có vẻ test hơi khó này, sao nè. Dẫn là dẫn sức. Rồi làm gì? Ê. Ủa? Cái gì tạo cái mực gì vậy? What the hell? Phép gì mà tạo ra con mực này? Chết rồi. Mình test vẫn chưa được nữa. Thôi xong rồi, test phép mà tạo ra con mực luôn. Sợ thiệt. Đi rồi. Mình đã test được phép rồi. Phép này mình bắt buộc phải cầm ở bên tay trái và nó sẽ tạo ra cho mình một cái gọi là Stone Fist ha, một cái nắm đấm đá. Trời ơi, ghê hả, cái tay mình bọc đá rồi nè. Ghê vậy. Hèn gì nãy giờ mình test không được. Có con nào lại đây cho mình thử, mình đấm một cái coi. Chắc đấm lên bò tiếp quá. Ở đây xung quanh mình nhiều bò lắm. Đấm sẽ đẩy lùi rất là xa nha. Đâu rồi bò, đâu rồi. Ủa, mình đấm bò lọt lỗ hay sao hả? Trời, đấm bò lọt xuống dưới hang luôn nè. Ghê. Cú đấm đá nè, đẩy lùi rất là dữ nha. Wow. Con rồng đó mà lạng hoạng lên đây là tôi đấm đó. Đừng có giỡn. Ủa, cái này làm sao để mất ta? Ủa, chết rồi, cái tay mình biến thành đá luôn rồi. Ở đây, cất được. Mình chỉ cần bỏ cái gậy ra là mình sẽ hết bị hóa đá cái tay ha. Trời, cái phép này biến cái tay mình thành cú đấm đá luôn. Giữ đấy. Rồi, tiếp tục test phép nè. Rồi, và lần này thì mình đã test được cái phép lúc nãy rồi. Nó sẽ tạo ra một cái bong bóng ha. Ủa, đúng không? Ừ, đúng rồi kìa. Nó tạo ra một bong bóng nước, làm cho mục tiêu sẽ bị lơ lửng lên giống như con bò kia kìa. Và khi bong bóng nổ hình như sẽ rớt xuống á. Đúng luôn. Cái này dùng để giữ chân cái địch cũng được nè. Hợp lý nha. Nãy giờ toàn phép ukela không đó. Chưa có dấu hiệu test sai phép nè. Cái gì đây? Mắt ma quơ. Lúc trước thì chúng ta tạo ra được tường băng rồi đúng không? Bây giờ tạo ra tường mắt ma. Đây. Mình có thể tạo ra bức tường mắt ma này để ngăn chặn cái địch, không cho cái địch tấn công trực diện mình cũng được ha. Nhưng mà cái này hơi thiệt là mình cũng đâu có tấn công cái địch được đâu. Cái này cũng hơi khó ha. Phép này mình thấy nó không hiệu quả bằng cái phép kiểu như là sao ta? Cái phép tường băng này. Cái tường băng này thấy vậy chứ cũng xịn lắm á. Mình có thể dùng cái kỹ năng đó chính là Arcane Beam ha. Kỹ năng này nè, mình có thể tấn công được. Chứ không có như cái bức tường mắt ma đâu. Nãy giờ test phép thấy chỉ có một vài phép là ok, chẳng hạn như là phép Black Hole nè. Phép này thì hơi bị ghê luôn. Mình thấy phép này khá là tốt để chiến đấu trong ngày hôm nay. Đồng thời thì có thêm được cái phép biến cái tay mình thành cú đấm đá ha. Cũng khá là ổn đó. Rồi, giờ thì mình sẽ up nốt cái trứng rồng mummy đi. Để cho xong cái nhiệm vụ up trứng rồng của mình cái đã. Đây, up trứng rồng mummy. Giờ thì mình sẽ xuống dưới tranh thủ cho rồng Galaxy của mình ăn nè. Nãy giờ test phép cũng xong rồi. Ủa, Galaxy đâu rồi? Galaxy. Đây, bé Galaxy đây. Ăn nha. Vì mình đã để Galaxy kiểu như là đợi lâu á. Lâu rồi là mình mới cho ăn nè, nên mình sẽ thưởng cho Galaxy thêm 10 phần ăn ha. Giống như là bù đắp cho Galaxy á. Đây, bù đắp cho Galaxy thêm phần ăn nha. Ăn cho mau lớn đi. Đóng cửa lại. 49. 50 luôn. Nhưng mà có một cái nhược điểm, không biết các bạn có để ý không, là Galaxy rất là ít máu luôn. Mặc dù cấp 50 nhưng mà chỉ có 21 máu thôi à. Cực kỳ ít máu luôn. Hơi căng nha. Rồi, đã có thể cửa được Galaxy rồi nè. Nhưng mà hơi ít máu nên mình cũng khá là lo ngại đây. Chỉ sợ là gồng Galaxy bị những cái địch tấn công xong rồi dễ bị đánh gục thôi. Chỉ sợ như vậy ha. Cũng khá là đáng lo ha.
Nhưng mà tạm thời bỏ qua chuyện đó đi. Mình nghĩ Rồng Galaxy chắc cũng không tới mức dễ bị ăn hiếp đâu. Giờ thì mình sẽ cho Rồng Răng Cò ra bên ngoài. Đây, Rồng Răng Cò xuất hiện nè. Rất là dễ thương á, Răng Cò còn bé nhìn rất là dễ thương. Rồi bên đây là Rồng Shiva. Rồng này thì mình tìm được gần cái làng phù thủy nè. Rồng Shiva ha. Đấy. Rồng Shiva còn nhỏ hơn cái rồng rồng Tigris nữa. Trời ơi. Tí tẹo tèo tèo luôn á. Không ngờ. Tưởng đâu em rồng của mình rồng Tigris lúc trước là nhỏ lắm rồi chứ. Ai dè còn rồng nhỏ hơn cả rồng Tigris cơ. Hôm bữa mình làm đúng nhiều ọp luôn. À đây nè. Bảo sao? Rồi, tạm thời cho Răng Cò vô trong trước. Mình phải bắt vô cái ọp liền á, để có gì mình còn đảm bảo được tính mạng nữa. Chứ mấy em này còn nhỏ rất là dễ bị ăn hiếp á. Trời ơi. Rồng Shiva tí hon luôn. Mèn đét ơi. Ở đây thì rồng Mummy cũng đã ấp xong rồi. Đây là rồng xác ướp á, nên nhìn chắc sẽ rất là ghê sợ đây. Mummy xuất hiện đi nè. Đó. Dải băng quấn quanh người kìa. Đây là rồng xác ướp á. Ôi sao lại. Trời, chưa gì đã chạy vô giường ngủ rồi. Đây rồng xác ướp đây. Nhưng mà vẫn có cái nét gì đó rất là dễ thương á. Chỉ tội nghiệp là cánh bị lủng lỗ tùm lum à. Rồi, vô ọp luôn nha. Đấy, như vậy thì hiện tại mình đã có tổng cộng là 9, 18, 19. Mình đã có 19 em rồng tổng cộng rồi. Quá là nhiều rồng luôn. Mà thức ăn giờ mình ít quá. Mình còn có 35 phần ăn à. Mình chia 3 ra mỗi em được cỡ 11 phần, 12 phần. Cho ăn luôn không nhờ. Ok, chắc cho mỗi em ăn ít đi. Nè, ăn thêm cái nữa. Đó. Đứng chắc bằng cái móng chân của rồng Răng Cò à. Của rồng Shiva kìa. Nhỏ quá cũng tội ha. Rồi, bữa nay chắc chưa cưỡi được mấy em này rồi. Tại hết đồ ăn á. Không có nuôi lớn kịp. Đây, vô trong đi. Mai anh gán farm rồi đủ đồ ăn rồi anh dẫn đi khám phá sao. Cắt giờ. Rồi, giờ thì mình sẽ đánh một giấc. Để sáng thức dậy á, mình cùng với rồng Galaxy sẽ có một chuyến đi ha. Hy vọng hôm nay chúng ta sẽ săn thêm thật là nhiều vảy rồng giống hôm qua vậy đó. Để sớm hoàn thành được cái lò luyện rồng từ số vảy rồng mình thu gom được ha. Thiệt tình hồi nãy test phép mà cũng test thiếu nữa. Vẫn còn một phép mà mình chưa có test được á. Và phép này thì mình cảm giác là mình test đang sai cách rồi. Nên mình sẽ dùng cuốn sách để mình học luôn á. Cho nó chắc cú. Tránh trường hợp mình test lung tung một hồi. Nó văng hết đồ ra. Và cái phép này nó có tên là White Spalling ha. Nó sẽ tạo kiểu như là triệu hồi ra một cái thứ gì đó ngẫu nhiên. Ơi là sao? Tạo ra một thứ ngẫu nhiên hả? À hèn gì hồi nãy mình test cái phép này nó tạo ra cái con mực này. Ồ. Tạo ra nấm. What the hell? Ui. Trời ơi, tạo ra nấm độc. Sao mình tự test phép vừa tự đập nấm của mình vậy? Ồ, nó tạo ra nấm này. Ôi, cái phép này đặt nấm. Cái phép này đặt nấm à. Không biết các bạn nào có chơi Liên Minh Huyền Thoại không? Trong Liên Minh Huyền Thoại có vị tướng tên là Timo cũng đặt nấm giống như vậy nè. Mình giống Timo kìa. Ồ, wow, đạp nấm xong chúng đọc quy đờ các thứ này. Ghê thiệt. Phép thuật mà. Phép thuật này hay này. Cái này là cái nấm băng nè, nãy mới đạp nè. Rồi hiểu luôn. Cái này nè, dùng để đặt bẫy quá vật là ok nè. Hợp lý. Bó tay thiệt luôn á. Học cái mấy cái phép ngộ nghĩnh lắm à. 5 minutes later. Đi rồi. Cuối cùng cũng gặp được chỗ. Hai chỗ luôn. Thời tới rồi. Bữa nay cưỡi Galaxy đúng hơn luôn. Mình gặp được hai chỗ trứng rồng một lượt. Chỗ này trước đi, chỗ này gần mình nè. À, mình sẽ tìm đường vô cái đã. Tưởng đây nó sẽ có cái lỗ mình có thể chui vô được ấy.
đâu ta, cái lỗ đâu ta, lỗ đâu, không có lỗ thì mình tự tạo lỗ đi, không sao đâu. Đi xuống dưới nào. Trước mặt mình đang là trứng rồng Castex á. Một trứng rồng rất là đẹp luôn. Ngon. Và còn có một cái số cái chậu này. Ôi tính ra đây nó có đường đi vô luôn nè. Tính ra cái đường vô kế bên mình luôn á. Biết gì đừng có đào lỗ được coi. Ảo thật đấy. Còn cạnh chỗ trứng rồng Aztec là trứng rồng Nightstalker. Đó Nightstalker là em rồng đang đứng trước mặt mình kìa. Ghê. Trời ơi. Chưa để coi trứng rồng đâu. Sao mình chưa thấy trứng rồng ta? Ủa kìa. À kìa trứng rồng kìa. Rồng canh giữ vậy sao dám vô? Nhưng mà không sao, mình có phép tạo ra tượng băng mà. Đâu rồi phép tượng băng đâu rồi? Đây bên đây. Đợi mình xíu. Ủa? Phép tượng băng đâu nhỉ? Bên này. À đây phép tượng băng đây. Nhiều gậy. Ôi nhiều phép quá, không nhớ là để bên nào luôn á. Rồi đi vô. Mình sẽ đặt tượng băng để chặn mình với Nightstalker trước ha. Đó, ví dụ có bắn là bắn trúng tượng băng. Đâu có bắn trúng mình. Trời. Lượm trứng rồng Nightstalker liền. Ê, còn có kho báu nữa. Lấy kho báu của Nightstalker luôn. Lỡ lấy rồi lấy cho chót. Có rương luôn nè. Mà rương không có đồ. Có mấy cái con bọ hung này cũng khá là đẹp ha. Dựng tượng băng lại. Mình sẽ lấy mấy con bọ hung này về trang trí. Rất là đẹp ấy. Ui dạ. Rồi chắc giờ chuồn được rồi nha. Ok chắc chuồn thôi. Ui sao té xuống dung nham rồi vậy. Chạy thôi. Mà hên cái là Nightstalker không có đánh mình á. Sao Nightstalker nhìn có vẻ hung dữ nhưng mà sao lại hiền khô vậy ta. Mình vô mình lấy trứng đồng mà không có động tĩnh gì luôn. Thôi có duyên chắc sẽ gặp lại ha. Tự nhiên bữa nay hút được 2 trứng đồng ở vùng sa mạc này trời. Hên thiệt sự luôn. 2 trứng đồng đã không à. Rồi cạnh đây còn có một cái nhà của pháp sư. Nhà này xây bằng gạch. Cái gì ta? Bằng gạch cát luôn nè. Wow. Được nha. Xịn nha. Lên coi thử coi. Bán gì nào. Pháp sư sấm sét. Bán cho mình nâng cấp. 2 cái nâng cấp này thì đều liên quan tới mana của gậy phép á. Và một cái phép có tên là mây sấm sét. Storm Cloud. Giữ. Cái này phải mua. Ủa bán bằng cái gì vậy? Ngọc Lục Bảo với Magic Crystal. Rồi ok, Ngọc Lục Bảo, Magic Crystal, nhét vô. Mua luôn, vô tình mua được sách phép mới. Thơm thiệt, học luôn nha. Luôn á chứ. Cho vô đây. Cho sách phép mới vô luôn. Rồi. Storm Cloud. Cái này thì nó sẽ kiểu như là đặt một cái đám mây sấm sét nơi mà mình kiểu như là dùng phép và nó sẽ sét đánh xuống luôn á. Dữ thiệt. Một cái cuốn sách phép mới khá là thú vị ha. Nghe thì có vẻ thú vị đó. Không biết thực chiến thì nó sẽ trông như thế nào nữa. Bây giờ mình phải test thử mới được. Mới biết được. Đây Storm Cloud nè. Đó. Đây là đám mây sấm sét hả? Sao đám mây chưa có chút xíu vậy? Sao đám mây này có chút xíu vậy trời? Gò quýnh có có xét đến không? Có con nào đây cho mình test thử không? Để biết hồi mình gặp gồng mình còn cho gồng ăn hành nữa. Đây có một cái tòa tháp gì nhìn rất là đẹp ha. Nhìn có vẻ đẹp đó nhưng mà không biết có đồ hay không thôi. Quan trọng là có đồ hay không. Vô thử. Khá là cao đấy. Mình sẽ đột nhập từ trên đi xuống dưới sao á. Ở đây. Mây sấm sét nè. Sét đánh con xương đi. Sét đánh nó đi. Đó. Có sét đánh nha nhưng mà lâu lâu mới đánh à. Đó. Có sét đánh thiệt nha nhưng mà ôi trời nó đánh mình luôn hả? Cái gì? Really nigga. Không hiểu luôn, từ chối hiểu luôn. Dùng phép cho đã xong. Còn bị sét đánh luôn chứ.
Ghê thiệt. Rồi. Ô, ở dưới đây có quái. Mình sẽ cho nó biết như thế nào là hố đen. Ta sẽ cho người ném mùi khi bị hút vào hố đen sẽ như thế nào nhá. Ở dưới này còn quái không? Mình chắc mình phải lấy ra một phép để tấn công thôi. Ơ, công trình này chỉ có vậy thôi à? Ui kìa, con kia nó bị hút lên dính vô hố đen kìa. Nhìn tội nghiệp thiệt á. Nhìn tội nghiệp thiệt đó. Đâu rồi? À, nó chạy xuống đây. Nó trốn dưới này nè. Này thì trốn gì? Chơi mà trốn hả? Rồi, Ripper hả Ripper? Vô hố đen mà chơi nha Ripper. Có rương. Có thêm chút vàng các thứ cho mình nè. Cũng ok. Dơm bài hả? Dơm bài nè. Công trình này có vẻ là khá là ít quái luôn á. Nên chắc mình quẩy được á. Mình chỉ sợ công trình nào mà nó quá nhiều quái thôi. Một mình cân không nổi thôi. Ừ, bây giờ mình có phép chịu hồi gác đệ mà ta. Nhiều quái sợ gì? Mình kêu dơm bài mình ra quánh tiếp thôi. Chứ có gì đâu. Đây, mình tạo ra thêm cái hố đen nữa cho chắc. Ồ, có lòng quái vật luôn. Lòng tạo ra quái vật nè. Hết đồ rồi. À, thì ra đây là cái chỗ lòng spawn nè. Hàng gì? Từ xa cái mình thấy nó có cục đá cuội, thấy lạ lạ. Cũng không có gì đồ gì đặc biệt cho lắm á. Hết rồi, nó chỉ sơ sơ có mấy đồ lặt vặt không à. Mình lọt vô một cái khe nứt. Có vẻ khá là nhiều thứ mới đây. Quan trọng hơn là phía bên này mình thấy nó có một cái dấu vết của cái tổ rồng nha. Từ từ, để mình đi lên trên cái đã. Mình tìm ra dấu vết của tổ rồng rồi. Không biết có phải hay không, nhìn rất là giống luôn. Chưa, từ từ, đâu có lỗ. À kìa, thấy cái lỗ. Mình thấy trên đây nó có cái lỗ. Và từ cái lỗ đó nhìn qua thì còn thấy cả ở bên trong cơ. Đấy, chính xác rồi. Đây là tổ rồng. Kìa, nó ngủ trống kìa. Tới công chuyện thôi. Vô. Biến bự trước. Sau đó cho con rồng nếm mùi hố đen của mình. Đúng rồi, hút con rồng vô hố đen đi. Nó đang bị hố đen hút vô kìa. A few moments later. Thì vậy sao nó lại cứ muốn, kiểu như nó không muốn ở đang hang này hay sao á. Nó biết mình vô quấy rầy cái là nó bỏ trốn à. Thôi ở đây chơi tôi đi. Chạy làm gì. Hey. Nó đào một cái đường dài, thật là dài để nó bỏ trốn kìa. Có cái tổ to gì không thích ở à. Lại thích đi chỗ khác. Khó hiểu thiệt. Ui trời ơi, nó đẩy lùi mình. What the hell. Nhưng mà đánh con rồng thì hơi lát nha, kiểu nó bự quá. Đánh nó cứ bị lát ấy. Không biết là một hồi có văng game hay không, mình chỉ sợ là nó văng game tiếp thôi. Đánh rồng ưa bị văng game lắm. Và con rồng này có vẻ là cấp 5 ấy. Giai đoạn 5 ấy, nên nó rất là to nè. Hy vọng là nó sẽ cho mình thật là nhiều vảy rồng. Và biết đâu được, mình lại có thêm trứng rồng trong ngày hôm nay thì sao? Trứng rồng hoang dã nha, chứ không phải là mấy cái trứng rồng kiểu mình hay tìm ở trên mặt đất đâu. Rồi, hố đen đã hết tác dụng rồi. Mình phải tạo ra một cái hố đen mới thôi để hút con rồng này lại. Đừng có đi, ở lại chơi với tôi. Gần hết mana rồi. Cố lên. Trận chiến này mình phải cố gắng chiến thắng mới được. Vì mục tiêu là cái lò luyện rồng. Cố lên trước khi hết mana nào. Có một vài phép của mình nó dùng lên nó không có tác dụng. Chẳng hạn như là cái phép bong bóng đây này. Mình bắn bong bóng để giữ nó lại nhưng mà không được. Rất là khó chịu ha. Giờ hết cách rồi. Mình chỉ còn nước là quánh giáp lá cà thôi à. Đợi nó đáp xuống rồi mình đấm vô mặt nó ha. Ôi dồi. Nó đang cố gắng tấn công mình tối đa có thể kìa. Mình phải liên tục dùng cái phép chữa thương này ha. Xuống đây mà đấm nhau đi. Mấy con rồng cấp cao này khó xơi thiệt á. Ừ, mình còn trái bơm. Đúng, mình còn trái bơm. Hết cách rồi, thử chơi bơm con rồng coi. Con rồng không kiếp. Trời, trời hụt luôn rồi. Lắc quá, trời không trúng luôn á. Chết tiệt cái con rồng này. Cay ghê, hết mình nè, hết rồi. Không được, kệ, chịu nhục một xíu chạy đi. Đi nạp mana lại cái. Còn quay lại quýnh nó sao hả. Quân tử trả thù, 2 phút chưa muộn. Đợi mình xíu.
mất có 2 phút để mình nạp mana là thôi. Bạn nạp mana nè. Mana nè. Nạp full mana luôn. Chuyện này người phải trả giá con rồng kia. Rồi đủ rồi. Quay trở lại thôi. Lão tét thiệt. Mình đã có phép tấn công lại rồi. Đợi đấy. Nó đâu? Dám láo tét với mình. Đây 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 ngủ á. Ngủ. Ngủ, 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 ngủ nè, ngủ nè. Sợ chưa? Ngủ nè. Ngủ hả? Ô, 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 láo. Hố đèn nè. Chui vô hố đèn mà chơi đi. Láo đi, láo đi. Láo đi, phun lửa nó đi. Phun nữa đi. Phun lửa nó đi, anh bạn. Phun nữa đi. Này thì phun phun này. Bởi vì có hai cây gậy chứa những cái phép tấn công, nhưng mà hai cây đều hết mana, thành thứ ra mình không thể nào tấn công nổi con rồng này luôn. Đó, tụi mình phải khắc phục nhược điểm này bằng cách là cố gắng tìm một cái nâng cấp nào đó, kiểu như giúp mình tăng cái lượng mana mình có lên á. Chứ không thôi đang đánh mà hết mana như vậy thì hơi đuối nha. Giờ thì để mình chuẩn bị cho cái khâu loot đồ của con rồng này cái đã. Hơi nhiều đồ nha. Đây, kho đồ thật là trống trải đầy loot nè. Sợi thôi, sợi thịt rồng. Đây là rồng dưới hang á. Và nó cho mình hẳn một quả trứng rồng luôn. Yay, mình có trứng rồng hoang dã luôn. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Trời ơi, bữa nay là một ngày cực kỳ hên của mình luôn á. Chuyến đi này quá là bội thu luôn. Rồi, phía bên kia thì mình thấy nó còn có một cái chỗ của tinh linh sấm sét. Qua đây mình đập mình coi coi cái lồng support, cái rương nó chứa đồ gì nè. Ủa sao kỳ ta? Sao cái bão sấm sét này hồi nãy nó không đánh trúng con rồng. Ui, bây giờ lại đánh rồi. Cái gì? Hồi nãy thì không có đánh trúng con rồng mà bây giờ lại đánh trúng Reaper. Hình như những con bự quá nó sẽ không đánh trúng hay sao ấy. Lâu lâu còn đánh trúng mình nữa. Cái phép này hơi lạ nha. Chắc phải luyện để dùng phép này nhiều hơn mới được. Mạnh thì cũng có mạnh đấy. Đấy đấy. Thỉnh thoảng thì đánh trúng, thỉnh thoảng thì không đánh. Cái này chắc mình sẽ khắc phục bằng cách mình tạo ra nhiều đám mây thì sẽ chắc cứu hơn ấy. Kìa kìa kìa, đánh vô xương cơ. Xét đánh vô xương đi. Đấy. Ồ, ra là vậy. Ok, ok. Bữa nay cưỡi rồng Galaxy có vẻ là một ngày khá là may mắn đối với mình ha. Có được quá trời chiến lợi phẩm luôn. Và mình không dám đưa rồng vào những cái trận chiến với những cái con rồng khác là tại vì rồng mình rất ít máu ha. Chẳng hạn như đằng trước mặt mình đang có một con rồng hoang dã kìa. Mình sẽ cà khịa nó thôi. Cà khịa xong chạy. nghề mình, cả khỉa nghề mình. Yên tâm, cái này mình làm hơi bị chuyên nghiệp luôn. Đây, đạp xuống đi Galaxy. Đó, trên đây đúng không? Anh em mình sẽ bắn tỉa xuống dưới ha. Đó, nó ở dưới kìa. Bắn tỉa xuống dưới nè. Ui, kìa đây. Trời. Ui, con. Trời ơi, nó đá chó sói văng cái chục mét kìa. Ôi, nó mổ chó sói kìa. Ui. Trời ơi, nguyên đàn sói săn cái con Hyrophy kia. Ghê thiệt. Ui, ghê quá, né né ra không thôi, hồi chó sói săn thịt rồng mình luôn á. Rồi, mình sẽ thử tấn công con rồng đó coi. Ui, hộp. Ui, khó trúng vậy. Ồ, khó trúng quá à. Mình không dám lại gần quá sợ. Nó thấy rồng mình rồi nó quýnh rồng mình á. Đây mình thử lại gần xíu, cà khịa gần nó mới vui. Cà khịa gần nó mới vui. Ui, bắn hụt rồi. Chạy thôi em ơi. Yêu liu liu. Đố anh bắt được em. Nó chạy theo gồng mình kìa. Nhưng mà bay sao lại gồng mình. Trời cái gì chứ bay là hay gồng mình hơi bị nhanh. Thôi cà khịa chút xíu gì thôi. Đi tiếp nào. À, con rồng Red Dead mới bay ngang ha. Nó nhìn điểu rồng mình. Dám nhìn điểu rồng mình hả? Thôi, vậy thôi. Không dám chọc nữa. Mỗi lần mình bay gần cái con rồng Red Dead đó là mình có dấu hiệu bị giật gì á. Nguy hiểm quá à. Bữa nay, tuy rồng Galaxy chưa có cơ hội thể hiện nhiều ha, nhưng mà ít ra
mình cảm giác cưỡi Galaxy mình được búp nhân phẩm á, kiếm được quá trời những cái chiến lợi phẩm luôn. Nào là những trứng rồng mới nè, trứng rồng Aztec, trứng rồng Night Stalker và cả một cái trứng rồng hoang dã sau trận chiến với con rồng ở dưới hang rất là căng thẳng ha. Và đội hình rồng của mình thì còn rồng Mummy, rồng Shiva và rồng Runko vẫn chưa có lớn kịp nè. Mình sẽ gán cày thêm thức ăn á để có thể đủ thức ăn và nuôi lớn mấy em này, rồi dẫn đi khám phá giống như là rồng Galaxy trong ngày hôm nay vậy ha. Ai rồng nào thì mình cũng quý như nhau thôi, nhưng mà tại điều kiện không cho phép đó nên mình chưa cho lớn hết được. Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá bội thu ngày hôm nay ha. Hy vọng chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn trong thời gian sắp tới. Công Gia Thi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. We'll be right back.